Coleman. Nhưng Ewers có block tới từ Javis Summer. Chỉ một tích tắc lưỡng lự thôi thì Team Ewers đã phải trả giá. Nếu như anh thực hiện tình huống ném rổ luôn thì có lẽ mọi thứ đã khác. Team Ewers dường như muốn có một tình huống cầu lỗi đến một cầu thủ, đó là Lê Hữu Thành. Chắc là như vậy.